Xin thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì là ngày thứ bảy cuối tuần, thì tôi chuẩn bị đi về để tiếp một cái khách. Thì bảo với tôi rằng là luật sư ơi, tại sao mà luật sư trong chương trình Việt ta không biết luật ta, luật sư không để cái địa chỉ văn phòng và sao không có số điện thoại. Thưa thật quý vị và các bạn, thì trong cái quá trình mà đưa cái video lên đó thì tôi cũng gặp một số khó khăn, là do có một số anh chị đã có những cái câu hỏi mà nó cũng mang một cái tính chất rất là đơn giản, thậm chí như là bây giờ mình đi học thức khóa cái quyền sử dụng đất đó thì mình sẽ tường trình cái diện tích chênh lệch giữa 98 với lại 120 mét, mà cũng phải hỏi một dòng dòng một hồi. Thì tôi vẫn tôn trọng cái quyết định của quý vị và các bạn, và tôi quyết định sẽ dành cái thời gian cho quý vị và các bạn gọi điện thoại vào khung từ 8 đến 9 giờ và chỉ 2 người mỗi ngày, vì sức lực con người thì có hạn. Hôm nay thì chị khách hàng chị đến trong một cái tâm trạng, luật sư biết không, tôi á, gia đình tôi á, thì có người ở quận 5, có người thì ở Bình Dương, nhưng mà cái tranh chấp đất á, thì ở huyện Trảng Bàng đó. Như vậy á, mà ba anh chị em của tôi để đi tìm để mà nghe những lời luật sư tư vấn. Gần nhà tôi thì cũng có nhiều văn phòng luật sư lắm, tuy nhiên rằng là tôi vẫn xin luật sư xin cảm ơn một cái vị khách hàng đã có những cái lời khen, đó là cái động lực để cho tôi càng ngày càng cố gắng hơn nữa, trao dồi cả cái kiến thức lẫn cái kỹ năng nghề, cố gắng dẫn giải những cái kiến thức này đến cho quý vị và các bạn không biết. Thưa quý vị và các bạn, như thường lệ thì bản tin Đoàn Gia Phúc sẽ gửi đến quý vị và các bạn. Hôm nay là bản tin thứ 7, ngày 8 tháng 9 năm 2018. Tôi quyết định đặt cái bản tin này vì nó liên quan đến cái quy trình khiếu kiện hủy giấy thuộc thẩm quyền của Tòa án Nhân dân tỉnh. Từ đây trở về sau, quý vị và các bạn chỉ cần, nếu trong trường hợp chúng ta yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khiếu kiện hủy giấy thu hồi đất, thì chúng ta biết được rằng đây thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chúng ta, tôi muốn đọc trong cái nội dung của bài báo, nó có những cái vấn đề thuộc về chuyên ngành. Nếu quý vị và các bạn là những người dân thì chúng ta sẽ rất chậm để hiểu những cái phân tích. Còn nếu như chúng ta là những chuyên gia, những cái luật sư, những cái luật sư tập sự, thì tôi nghĩ rằng là rất có ích cho cái kiến thức nghề của mình. Án dân sự có yêu cầu hủy giấy đỏ tòa nào xử? Đây là của phóng viên Hồng Hà, báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Tình huống tòa cấp huyện thụ lý án dân sự trước ngày 1 tháng 7 năm 2016, ngày luật tố tụng hành chính năm 2015 có hiệu lực, nhưng kể từ ngày này mới phát sinh yêu cầu hủy giấy đỏ thì tòa cấp nào giải quyết vẫn đang làm người tòa lúng túng. Thưa quý vị và các bạn, thì đến thời điểm hiện tại là ngày 8 tháng 9 năm 2018, thì bất kỳ những cái việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo văn phòng của tôi, theo cá nhân của tôi, thì tôi nộp ở Tòa án Nhân dân tỉnh hoặc là thành phố trực thuộc trung ương. Trong đơn khởi kiện nộp tại Tòa án Nhân dân quận 11 thành phố Hồ Chí Minh, bà Thơ trình bày rằng bà và ông H đều là con nuôi của vợ chồng ông T. Sau khi ông T chết, ông H ra phòng công chứng lập văn bản khai nhận di sản ông T, một căn nhà ở quận 11. Tại đây, ông H khai ông là con duy nhất của ông T mà không nhắc gì đến bà Thờ. Đồng thời, vợ ông T cũng đã tặng cho phần thừa kế của mình trong di sản của chồng để lại cho ông H. Sau đó, ông H đến Ủy ban Nhân dân quận 11 làm thủ tục sang tên nhà đất cho vợ chồng ông.
chuyển lên rồi lại chuyển xuống, chuyển tòa sơ thẩm rồi lại chuyển trở về tòa phúc thẩm, chuyển xuống tòa sơ thẩm. Cho rằng mình cũng phải được hưởng một phần trong căn nhà ông Tê để lại, bà Thờ yêu cầu Tòa án Nhân dân quận 11 chia thừa kế di sản của ông Tê. Tháng 7 năm 2015, Tòa án Nhân dân quận 11 thụ lý vụ án và xác định đây là quan hệ tranh chấp chia thừa kế. Đến tháng 6 năm 2016, bà Thờ bổ sung yêu cầu khởi kiện là hủy giấy đỏ. Ủy ban Nhân dân quận 11 đã cấp cho vợ chồng ông H. Lúc này Tòa án Nhân dân quận 11 nhận định vì nguyên nhân bổ sung yêu cầu khởi kiện là hủy giấy đỏ nên vụ kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án cấp tỉnh theo luật tố tụng hành chính năm 2015. Từ đó Tòa án Nhân dân quận 11 đã chuyển hồ sơ vụ án lên Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì sau khi thụ lý tháng 4 năm 2017, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ trở về Tòa án Nhân dân quận 11 vì cho rằng thẩm quyền giải quyết vẫn thuộc tòa án này. Vụ khác, trong tranh chấp di sản thừa kế giữa bà An L là nguyên đơn và vợ chồng ông T là bị đơn. Sau khi cấp giám đốc thẩm hủy hai bản án sơ thẩm thì tháng 5 năm 2016, Tòa án Nhân dân thành phố Nha Trang, Khánh Hòa thụ lý theo vụ án theo thủ tục sơ thẩm. Phía nguyên đơn và người có quyền và nghĩa vụ liên quan tiếp tục giữ yêu cầu hủy giấy đỏ mà Ủy ban thành phố Nha Trang đã cấp cho bị đơn. Sau đó Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang đã quyết định chuyển vụ án cho tỉnh Khánh Hòa để giải quyết theo sơ thẩm. Tòa án Nhân dân thành phố Nha Trang, vụ việc có liên quan đến việc xem xét quyết định hành chính cá biệt giấy đỏ theo khoản 4 điều 34 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Thẩm quyền giải quyết của tòa được xác định theo quy định tương ứng với luật tố tụng hành chính, mà theo khoản 4 điều 32 của luật tố tụng hành chính năm 2015, tòa cấp tỉnh xét xử khiếu kiện quyết định hành chính của Ủy ban Nhân dân cấp huyện, chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Tuy nhiên sau đó Tòa án Nhân dân tỉnh lại ban hành quyết định chuyển vụ án cho thành phố Nha Trang giải quyết theo thủ tục sơ thẩm. Tòa và viện chọi nhau. Lý do Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chuyển vụ án trên cho Tòa án Nhân dân thành phố Nha Trang là làm theo hướng dẫn của công văn số 1 ngày 7 tháng 4 năm 2017 của Tòa án Nhân dân tối cao. Theo đó, trường hợp vụ việc dân sự Tòa án Nhân dân cấp huyện thụ lý trước ngày 1 tháng 7 năm 2016, nhưng kể từ sau này mới phát sinh yêu cầu hủy quyết định cá biệt của Ủy ban Nhân dân cấp huyện, mà quyết định đó rõ ràng là trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và phải hủy quyết định đó mới đảm bảo giải quyết đúng đắn theo thủ tục, thì căn cứ khoảng 4 điều 34 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, khoảng 5 điều 1 nghị quyết của 104/2015 của Quốc hội về việc thi hành án luật tố tụng hành chính năm 2015, Tòa án cấp huyện đã thụ lý và tiếp tục giải quyết theo thủ tục chung mà không chuyển đến Tòa án cấp tỉnh. Nếu Tòa án cấp huyện đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Tòa án cấp tỉnh thì Tòa án cấp tỉnh thụ lý giải quyết, tiếp tục giải quyết. Nói một dòng, cái bài báo nói như thế này quý vị và các bạn, nếu trước đây Tòa án Nhân dân cấp huyện thụ lý giải quyết từ ngày trước ngày 1 tháng 6 năm 2016, 1 tháng 7 năm 2016 thì Tòa án cấp, nếu đương sự có yêu cầu hủy quyết định, hủy giấy thì Tòa án cấp huyện vẫn tiếp tục thụ lý. Còn nếu như trong trường hợp sau này thì Tòa án cấp tỉnh sẽ thụ lý. Thì bây giờ chúng ta sẽ không hồi tố lại. Nếu quý vị và các bạn là độc giả của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta quyết định hủy giấy, chúng ta lên Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, tỉnh Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, tỉnh Thời Cai, tỉnh Yên Bái, cứ thu hồi giấy đất thì chúng ta sẽ thuộc thẩm quyền của Tòa án Nhân dân cấp tỉnh. Tại vì bây giờ hiện tại hôm nay là ngày 8 tháng 9 năm 2018 rồi. Sau khi Tòa án Nhân dân tối cao có hướng dẫn thì các tòa trên đều thực hiện theo. Tuy nhiên ngày 5 tháng 1 năm 2018,
2018, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao lại có công văn số 70 giải đáp vướng mắc nghiệp vụ của Bộ Luật Tố Tụng Dân sự và nghiệp vụ kèm kiểm sát việc giải quyết các vụ án trong ngành. Công văn này hướng dẫn như sau: trong vụ việc dân sự có yêu cầu hủy quyết định cá biệt của Ủy ban Nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, việc xác định thẩm quyền của tòa án phải căn cứ vào khoảng 2 điều 32 của Luật Tố Tụng Hành chính. Theo đó, tòa án Nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết vụ án. Thôi thì bây giờ mình cứ yên tâm là mình lên cấp tỉnh, mình thụ lý, mình lên cấp tỉnh, mình nộp đơn khởi kiện. Cũng theo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, việc áp dụng các quy định của Bộ Luật Tố Tụng Dân sự năm 2015 và Luật Tố Tụng Hành chính năm 2015 để xác định thẩm quyền của tòa trong trường hợp trên cần phải có căn cứ theo trường hợp, từng trường hợp cụ thể như sau. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, trường hợp trong đơn khởi kiện, người khởi kiện nêu rõ yêu cầu hủy quyết định cá biệt của Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và gửi đơn khởi kiện đến cấp huyện, thì thẩm phán được phân công xem xét đơn khởi kiện, quyết định chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án Nhân dân cấp tỉnh và thông báo cho người khởi kiện. Trong trường hợp đơn khởi kiện chưa có yêu cầu hủy quyết định cá biệt của Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, sau khi tòa cấp huyện thụ lý giải quyết, họ mới có yêu cầu hủy quyết định cá biệt của Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện thì cần lưu ý. Nếu tòa án cấp huyện thụ lý sau ngày 1 tháng 7 năm 2016 thì căn cứ khoảng 1, điều 41, khoảng 4, điều 34 của Bộ Luật Tố Tụng Dân sự năm 2015 của tòa án cấp huyện ra quyết định chuyển vụ án cho cấp tỉnh giải quyết. Nếu tòa án thụ lý vụ án dân sự trước ngày 1 tháng 7 năm 2016 nhưng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 mới phát sinh yêu cầu hủy quyết định cá biệt của Ủy ban Nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện thì căn cứ vào khoảng 4 điều 34 Bộ Luật Tố Tụng Dân sự năm 2015, tòa án cấp huyện chuyển hồ sơ vụ án cho tòa án Nhân dân cấp tỉnh giải quyết. Trong trường hợp này không áp dụng khoảng 5 điều 1 nghị quyết số 104/2015 của Quốc hội để tòa án cấp huyện tiếp tục giải quyết như nội dung giải đáp tại công văn số 01/2017. Trường hợp phát hiện có vi phạm về thẩm quyền giải quyết đối với vụ án này, kiểm sát viên báo cáo đề nghị viện trưởng viện kiểm sát quyết định kháng nghị. Và nhiều khê và phức tạp. Các bạn đọc một lần không thể hiểu vì nó thuộc về thuật ngữ chuyên ngành mà chuyên ngành rất rất là khó. Cần có sự thống nhất về mặt pháp lý, công văn số 01/2017 của Tòa án Nhân dân tối cao và công văn số 70/2018 của Tòa án Nhân dân tối của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đều là văn bản giải đáp một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Bộ Luật Tố Tụng Dân sự năm 2015 và Bộ Luật Tố Tụng Hành chính năm 2015. Hai công văn không phải là văn bản quy định pháp luật, chỉ có giá trị hướng dẫn trong nội bộ hai ngành. Điều đáng nói, đây là nội dung hướng dẫn áp dụng luật về cùng một vấn đề giữa Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Có hai quan điểm trái ngược nhau, và nếu là thẩm phán làm theo hướng dẫn của Tòa án Nhân dân tối cao, thì có nguy cơ bị Viện Kiểm sát Nhân dân kháng nghị theo hướng dẫn của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Thiết nghĩ liên ngành Viện Kiểm sát, tòa án cần có văn bản hướng dẫn thống nhất để xác định đúng thẩm quyền giải quyết vụ án theo quy định khoảng 4 điều 34 của Bộ Luật Tố Tụng Dân sự năm 2015. Thưa quý vị và các bạn, thì trong tay tôi thì đã có cái công văn số 01/2017 của Tòa án Nhân dân tối cao ngày 7/4/2017. Trong cái công văn này thì ghi rất là rõ những cái vấn đề, nhiều cái vấn đề để giải đáp là chính. Tuy nhiên cái phần số 4 về tố tụng dân sự, thi hành án dân sự thì ở cái mục thứ 2, tôi sẽ đọc rất chậm cho quý vị và các bạn. Những anh chị em luật sư, những anh chị em làm trong nghề để biết và hiểu rõ về cái hướng dẫn thẩm
quyền, và tôi cho rằng chúng ta có quyền nộp đơn ở tòa án nhân dân cấp tỉnh. Nếu tòa án cấp tỉnh trả lời từ chối thì chúng ta trở về tòa án nhân dân cấp huyện. Còn cách thứ hai thì chúng ta sẽ nộp ở tòa án nhân dân cấp huyện, và tòa án nhân dân cấp huyện sẽ chuyển hồ sơ lên nếu thấy thuộc thẩm quyền của tòa án nhân dân cấp tỉnh. Điều này không khó, vì vấn đề ở mỗi cấp sơ thẩm có một cái hướng dẫn, và trong mỗi cái tỉnh có những cái lệ, nếu như trong trường hợp cũng không có cái sự hướng dẫn đồng nhất và mâu thuẫn giữa tòa án và viện kiểm sát. Tôi có tải về và tôi đọc cho quý vị và các bạn cái công văn số 01 của năm 2017, ngày 7 tháng 4 năm 2017 của tòa án nhân dân tối cao. Trường hợp vụ việc dân sự do tòa án cấp huyện thụ lý trước ngày 1 tháng 7 năm 2016 chưa phát sinh yêu cầu hủy quyết định cá biệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện, nhưng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 mới phát sinh yêu cầu hủy quyết định cá biệt của tòa án nhân dân cấp huyện hay tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết dân sự đó, thì văn bản trả lời rất là tóm tắt như thế này quý vị và các bạn ạ. Trường hợp vụ việc dân sự do tòa án nhân dân cấp huyện thụ lý trước ngày 1 tháng 7 năm 2016 nhưng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 mới phát sinh yêu cầu hủy quyết định cá biệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện mà quyết định đó rõ ràng là trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và phải hủy quyết định đó mới đảm bảo giải quyết đúng đắn của vụ việc dân sự, thì căn cứ khoản 4 điều 34 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, khoản 5 điều 1 nghị quyết 104 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về việc thi hành luật tố tụng hành chính năm 2015. Tòa án nhân dân cấp huyện đã thụ lý tiếp tục giải quyết theo thủ tục chung mà không chuyển cho tòa án nhân dân cấp tỉnh giải quyết. Nếu tòa án nhân dân cấp huyện đã chuyển hồ sơ vụ việc cho tòa án nhân dân cấp tỉnh và tòa án nhân dân cấp tỉnh đã thụ lý thì tòa án nhân dân cấp tỉnh tiếp tục thụ lý. Thưa quý vị và các bạn, trong cái hướng dẫn này rất là rõ, nếu chúng ta có cái phát sinh yêu cầu hủy cái quyết định tạm biệt sau ngày 1 tháng 7 năm 2016 mà chúng ta không chưa có chuyển hồ sơ lên cấp tỉnh thì cấp huyện vẫn tiếp tục thụ lý giải quyết. Nếu chúng ta đã chuyển hồ sơ lên cấp tỉnh và cấp tỉnh đã thụ lý thì cấp tỉnh lại tiếp tục xử vụ việc của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, đây là một trong những nội dung rất là khó. Có thể các khán giả của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta sẽ cảm thấy ngao ngán, thì chúng ta có thể không có thể nghe cái chương trình này, chứ để nói của sao trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta không nói về những vấn đề hóc búa. Vâng, đây là những vấn đề rất là khó khăn vì chọn thẩm quyền giải quyết của dự án. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành với văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc cho đến thời điểm này. Xin trân trọng cảm ơn.